Anh có chủ thì làm sao chứ? À, qua tới đây rồi là vô chủ. Quy tập chứ. Trời ơi, có chủ sao bé xẹo vậy? Cái tay chủ mà vẫn còn đi nghiêng nghiêng nè. Cái chủ còn ngát cơm ăn phở cho nó bị nghiêng nghiêng. Cái này muốn lên phải kiếm miếng vàng.